Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2018, cơ sở chúng em muốn chia sẻ cho các bạn những loại lan rừng. Và những mặt hàng ngày hôm nay của em về rất là đẹp luôn á các bạn ơi. Thì cơ sở lan rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng loại lan nào và thích phần lan nào thì hãy gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn. Đó. Hình thức bán hàng của em là em sẽ gửi hàng COD qua bưu cho tất cả các bạn khắp toàn quốc nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay em có cả lan Vanda dề này, có một dề Vanda rất to này, hai dề nên em bán gộp luôn cho các bạn. Cho nó dễ. Còn có trúc Phật Bà này, trúc Phật Bà hàng Điện Biên này. Rồi có cả phi điệp vàng, long thu xanh hoa tím thân to mập đẹp luôn này, hoàng thảo vôi bắc cũng thân to dài đẹp này. Đó. Có chuỗi ngọc rất to đẹp luôn này. Có kiều mỡ gà, có hạc vĩ bắc rất đẹp, nhưng mà tiếc cái là nó hơi bị gãy thân một tí. Hạc vĩ bắc thì to đẹp luôn đấy, nhưng mà hơi bị gãy thân một chút này. Đấy, còn có lan đuôi chuột, lan hoàng thảo tam bạc sắc, sơn thủy tiên, hoàng lạp, trầm vàng, kim điệp xuân, có chồn đẹp, chồn to khủng luôn á. Chồn hôm nay cực kỳ đẹp luôn, ai hốt thì làm luôn hôm nay này, ai thích hàng đẹp này. Có trúc mành nữa nào. Trên đấy là gồm có ý ngọc này và một chút hàng u lồi thanh lý. Đấy, hôm nay có những mặt hàng như vậy thôi. Hôm nay nói chung là mấy hôm nay ở mấy tỉnh giáp biên miền Bắc đây thì nó đang mưa lạnh, nên là rất đấy, như các bạn xem thời tiết biết đấy, thời tiết nó cỡ 10 độ. Như hiện tại ở chỗ em đây thì đang là buổi sáng sớm, thì hiện giờ cũng là 8 giờ sáng rồi, ngày 13 tháng 12 rồi mà vẫn còn lạnh chừng 8 độ này Cao Bằng chúng em ạ. Rồi, em đi vào giới thiệu từng mặt hàng mà hôm nay em có luôn. Em có cả hai chậu cáo thuần rất đẹp luôn. Như ở đây, ở gần đây thì chúng ta có lan Vanda nhé các bạn nhé, một dề lan Vanda. Đây là một dề nhỏ nhé, dề nhỏ này em bán gộp luôn. Dề nhỏ nó bị nát cái đầu cây to, nát đầu cây to chứ phải cụt ngọn nhé các bạn nhé. Nó bị nát đầu cây to thôi, vẫn còn đang cho hoa bình thường này. Đây nụ hoa đây, đấy, đây nụ hoa đây. Cây này đang có tới 1, 2, 3, 4, 5 nụ hoa này. 5 nụ hoa, không biết còn nụ nào nữa không đây. Xem nốt bẹ bên dưới này, 5 nụ hoa thôi. Đấy, nó bị nát cái lá đầu ngọn nhé các bạn nhé. Khi khai thác rừng mà không tránh được. Còn đây dề này to khủng luôn này. Đó. Cái dề nhỏ này thì nó gồm có một mẹ, 3 con to này. 3 con cũng đang cho hoa được rồi này. Đấy, nhá. 3 con này đang cho hoa này. Đấy, hai vòi hoa này. Bây giờ đang có vòi nụ như vậy. Như cây này đây có 3 tới 3 vòi hoa này. Bên này, này trong bẹ lá nữa. Và dưới đây nó cũng đang có vòi hoa này. Đấy. Và đây nữa. Đây thì nó, dề này thì lỗi mỗi một đầu ngọn to này thôi là nó bị gãy. Vẫn còn đang có vòi hoa nhé các bạn nhé. Cùng có 1, 2, 3, 4, 5 vòi hoa. Đấy, cái ngọn gãy này. Đấy, còn những ngọn này là còn lành này, thì cũng đang nhũ vòi hoa nhé các bạn nhé. Vòi hoa còn đang ở rất sát ở trong bẹ kìa. Đó, cái bẹ ngay giữa ngón tay em ấy. 2-3 vòi. Đây, những ngọn này cũng đang có vòi hoa này. Đấy. Đây, ngọn này thì nữa này, đang vòi hoa rất nhiều luôn. Sắp tới chúng ta mà có dề này ở trong vườn mà nó bung lụa thì thơm khỏi nói. Như ngọn này thì rất là khỏe luôn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòi hoa. Đấy. Còn đây rất là nhiều ngọn nhỏ nữa nhá. Đó. Tổng thể hai dề này em bán chia sẻ cho các bạn là 600.000 nhá các bạn nhá. Hai dề Vanda khả năng hoa nở Tết rất là cao. Bây giờ đang vòi nụ thì chừng khoảng hơn tháng nữa nó sẽ nở bông nhá các bạn nhá. Hoa Vanda hương chanh thì cực kỳ thơm rồi.
đấy, cho bông màu hoa vàng. Mà cái này ở trong Tây Nguyên các bạn hay gọi là quế vàng đấy. Còn ở đây có hai chậu cáo thuần. Chậu này đây thì có giá là 550.000 nhá các bạn nhá. Đấy, gồm có một ngọn này, hai ngọn, ba ngọn to này, một ngọn núp núp ở đây là bốn này, 550.000. Đã thuần rất là đẹp nhá các bạn nhá. Đấy, bản lá to. Đó. Được thuần từ cáo cây nên là bản lá của nó rất to các bạn ạ. Đấy, bản lá này, như bản lá này cực kỳ to luôn này. Đây. Đây là những lá phát triển ở vườn, nó cũng rất to này. Về chúng ta chăm tốt nữa sang năm lá nó còn to nữa nhá các bạn nhé. Còn đây là chậu số 2 này thì có giá là 400.000. Đấy, chậu này lá hơi lướt. Cũng mà nó có 3 cây nhá các bạn nhé. 3 ngọn. Sắp tới chúng ta chơi mùa hoa, lá này nó bị gãy từ rừng rồi nên là thuần mà nó vẫn còn giữ được lá xanh như này là rất tốt. Đó, chậu này còn có 3 ngọn nhá và một cái con nhá các bạn nhé. Đây, một cây con bên này nhá. Chậu này liền rề này. Được trồng liền rề nhé các bạn nhé. Mà cáo liền rề thì sau này nó nở hoa nó sẽ đều nhau. Thì nhìn nó rất là đẹp. Còn đây là tóc tiên bảng. Những cái bảng này đã được thuần nhé các bạn nhé. Này, thuần rêu bám này, rễ bám chi chít này. Mỗi bảng tóc tiên này em bán giá là 120.000 thôi các bạn nhé. Đây là mặt hoa bông hoa tóc tiên này. Bây giờ đang là cuối mùa hoa, đang xuống hết hoa rồi này. Đấy, hoa tóc tiên thì nở rất là bền. Nó nở từ tháng 9 đến bây giờ các bạn này. Hoa tóc tiên nó phải tầm 3 tháng nó mới tàn hết hoa nha các bạn nhé. Chúng ta có thoải mái xem hoa tới tận 3 tháng cơ. Đấy, mỗi bảng là 120.000 đấy. Còn ở đây là long tu xanh hoa tím. Long tu xanh hoa tím thì đây, thân to mập đẹp luôn này. Đó. Long tu xanh hoa tím có giá là 300.000 một cân nhé các bạn nhé. Cái này là hàng Bắc, thân rất là to, mập. Hàng Lào thì nó không được cái thân to như này đâu. Đây này. Đấy, cái long tu xanh hoa tím này, cái nhược điểm của nó là lúc gửi hàng đi những cái thân già nó hay bị thối nhé các bạn nhé. Ví dụ như thân này thì gửi đi chắc chắn nó bị thối này, nó bị xước này. Thì nó sẽ hay bị thối. Đấy. Đây. Đây là những cái thân già này, nó vàng óng này. Còn những thân tơ thì đây. Thân tơ đôi chút một số thân nó bị gãy đầu ngọn như này. Những thân tơ thì nó có cái bọc rẫy này nhá. Nhìn nó rất khác biệt nhá các bạn nhá. Đó, đây này. Đấy, nhìn cái thân tơ với thân già là nhìn nó khác biệt hẳn hoàn toàn nhá các bạn nhá. Hai cái thân tơ này, một thân em bẻ từ rưỡi lên này. Là nó gãy rồi em cắt từ rưỡi lên này. Rất là khác biệt luôn. Đấy, kể cả thân này nó hơi vàng vàng nhưng mà nó vẫn có cái bọc giấy màu trắng trắng nhá. 300.000 một cân. Rất là đẹp hàng. Đấy. Đây. Rề đẹp chưa? Đây. Lác đác có rề đẹp này, rề này mà gần cân rồi. Đấy. Nên là hàng này nó cũng khá là nặng thân. Đấy, chúng ta lấy khoảng một cân về trồng được một giò rất cực kỳ đẹp luôn. Đây là những thân tơ này. Cái này nó bị xước nhưng không bao giờ bị thối nhé các bạn nhé. Cái thân tơ là nó sẽ không bao giờ bị thối. Nó chỉ thối là thối nhũn ở cái thân già lúc gửi hàng đi nó nóng. Là nó hay bị thối. Đấy, còn đây là phi điệp vàng. Đấy, phi điệp vàng đây nhé các bạn nhé. Hàng xanh mướt này. Ui, cái này thắt như này không cởi được. Một tay nữa. Đấy, hàng xanh mướt luôn. Cái này cũng thắt ngay hết này. Phi điệp vàng có giá là 150.000 1kg nhé các bạn nhé. Hàng dài đẹp luôn. Tất nhiên là ngắn nó cũng sẽ có. Nhưng mà ngắn, tỷ lệ ngắn nó ít thôi. Chủ yếu là hàng dài. Hàng ngắn thì nó chỉ vài lác đác vài cọng ngắn. Yeah. Chắc quá. Buộc chắc vậy. Bây giờ nó đang lên mầm này. Đấy. Như những cái mầm này nó bị hỏng thì sắp tới nó sẽ lên mầm mới nhé các bạn nhé. Mà các bạn về chăm sóc độ khoảng hàng tuần, 2 tuần nó lại ra cái những mầm mới để chúng ta chăm sóc. Phi điệp vàng nó nở hoa vào tháng 7 nhé các bạn. Đấy, bây giờ nó đang lên mầm này, rất xanh mướt này. Nở hoa tháng 7 nhé các bạn.
Còn đây là trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà Tây Bắc đây. Nhìn đẹp mướt mát chưa? Đấy, trúc Phật Bà. Hàng đẹp này có giá là 550.000 nhé các bạn nhé. Số lượng về nó rất là ít thôi, không có nhiều. Đấy, em thì chuyên hàng rừng các bác biết đấy. Hàng này đẹp cực kỳ luôn. Lô hàng này khá là đẹp nhưng mà một số nụ dài quá là nó cũng hay bị gãy. Cái nụ này lạc đác thôi các bạn ạ. Ôi như thân này bị gãy. Thân này thì cho sang bên này sẽ có cái giá khác. Ở đống bên này có giá nó rẻ hơn. Hàng bị gãy thân hoa. Như các bạn nhé. Đây. Hàng 550 của em chia sẻ cho các bạn thì đây. Thân hoa này. Còn lành lặn hết này. Có một số thân nào nó gãy đầu ngọn thì nó gãy gãy một hai đốt ngọn thì nó vẫn còn lẫn lác đác một vài thân thôi. Như đây có ba thân này. Thân này dài đẹp mà nó bị cũng bị gãy mất đầu ngọn, mất một đầu này. Cái này là gãy đầu ngọn thân già này. Đấy, cái này cũng gãy đầu ngọn này, còn rất dài đẹp luôn này. Đấy, có cả những thân nhỏ như này đang cho nụ ở đây. Thân nhỏ rất là ít luôn. Đấy, cái này em mà xách nhiều quá nó hỏng bố hết nụ. Đây, thân nhỏ rất là ít nhá. Toàn thân to đẹp này, từ trên xuống dưới nhá. 550 một cân nhá các bạn nhá. Hàng không có nhiều đâu. Đấy, như các bạn mua lan của em ủng hộ em suốt rồi thì biết rồi. Hàng Tây Bắc nó khác với hàng Lào và hàng Tàu hay hàng Mi nhá các bạn nhá. Đấy, nhìn thân lá nó sẽ khác hẳn luôn. Nhìn những cái thân của nó bây giờ nó xuống hết lá rồi thì chúng ta cũng khó phân biệt. Như lô trước thì em vẫn còn một chút lá, nhưng lô này nó xuống hết lá này. Còn ở bên này đây có giá tốt hơn 400.000. Gấy thân hoa như này nhá, vẫn có hoa để cho các bạn chơi bình thường. Gấy nửa thân hoa này thì chúng ta xem hoa ở một hai đốt, mấy cái đốt ở gốc này. Đấy, có giá 400.000 thôi. Cái này nó bị gãy thân hoa này. Lấy giống rồi các bạn nhé. Đây, vẫn có hoa để cho các bạn chơi nhé. Đấy. Và có cả cây nhỏ nữa nhé các bạn nhé. Đấy, như thân này lúc nãy mới xách từ bên kia sang, nó bị gãy gốc này. Thì chúng ta vẫn xem hoa ở thân này bình thường. Kể cả nó gãy nó vẫn nở hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này chúng ta lấy về trồng làm giống thôi. Nhân giống để sang năm cho nó đẹp nhé. Đây, vẫn còn hoa bình thường này. 400 một cân thôi. Đấy, các bạn muốn mua giống mà vẫn có hoa để chơi, chẳng qua là thân nó bị gãy thôi, thì mua cái này với giá nó tốt hơn. Còn ở đây là lan chuối ngọc. Rất là đẹp này. Chuối ngọc đẹp, giá 160.000 một kg nhé các bạn nhé. Đây, hạt to chưa? Đấy. Này, cái này vàng ăn nắng nha các bạn nhé. Vàng óng luôn này. 160.000 một kg. Có mấy cân thôi này. Còn đây là kiều vuông mỡ gà. Kiều mỡ gà đấy. Chúng ta cứ gọi kiều mỡ gà cho nhanh gọn, chứ còn kiều vuông mỡ gà gì nữa nhỉ. Kiều mỡ gà đây. Hàng rất là đẹp luôn. Như dề này phải hơn cân. Đấy, lác đác một số dề nhỏ thôi. Đây này. Đây cũng một dề này. Họ bó luôn này. Kiều mỡ gà có giá 230.000 một cân. Đấy. Đây nhá, lá xanh mướt, rất nhiều lá luôn. Hoàng thảo vôi 300.000 một cân. Hoàng thảo vôi Bắc nhá. Đây, thân này to đẹp chưa? Đấy, thân to đẹp chưa? Toàn thân to đẹp thôi các bạn. Đấy. Rất đẹp luôn, thân tơ này. Thân tơ này. Đây, thân tơ đây. Rất nhiều luôn. Úi chà. Đấy. Đấy, dề này, tơ này. Đây, dề đây. 1, 2, 3, 4 thân tơ này. Đấy, đây. Hoàng thảo vôi Bắc có giá 300.000 một kg nhé. Hoa cực kỳ là đẹp. Hoa nó nở vào chừng khoảng tháng 2 xuân. Đấy, hoa nó nở giữa xuân. Đây. Bó nào như bó nào này. Thân to đẹp luôn. Đấy, thân to đẹp này. Như những cái này thì thân già này thì không thôi, này thì em nhặt ra để chiều hoặc mai em bán hàng thanh lý nó riêng. Đấy. Đấy, bó này hơi thân nhỏ chút thôi. Đây, toàn thân to này.
Đây, cũng toàn thân to này, thân tơ to khủng chưa. Đấy, thằng thỏ voi nhá. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên có giá là 230.000 1 kg. Đây. Hàng này như những khóm này 7 lạng rồi này. Đấy. Đây. Hàng to đẹp này. Có những cái phần nào mà hàng thân nó nhỏ nhỏ rời rời thì có giá là 180.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy, như những thân rời này. Thân rời về trồng lên tốt bình thường nhá. Đấy, rời này là 180.000 một cân. Còn hàng dề đẹp mướt mát thì là 230.000 một cân. Còn đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc này. Lô này về nên thân nó to đẹp này, 250.000 một cân. Hoa tam bảo sắc thì gần giống với hoa trúc mành. Ô không cởi được. Nó cũng giống nhau cả thôi, nó cũng giống chỗ này thôi. Còn đây lan đuôi chuột. Đuôi chuột 150.000 một cân. Đấy, lan đuôi chuột nhé. Còn bó này. Trong khi gửi hàng em sẽ lọc hàng cho các bạn. Nói chung là các bạn mua hàng ở cơ sở chúng em thì cứ đảm bảo yên tâm, hàng đẹp nhé. Còn hàng nào gãy dập thì em bảo gãy dập. Hàng đẹp thì em nói hàng đẹp. Chứ còn hàng nhỏ xấu mang gửi đi cho các bạn, các bạn nhìn vào đã không muốn trồng thì em gửi đi làm gì. Các bạn buồn không thì thôi, chứ em bán đi cho các bạn em cũng phải buồn nhé. Đấy. Đây, hàng đẹp luôn nhá. Các bạn mà muốn sưu tầm thì làm luôn lô này. Đây này, một khóm này. Chúng ta trồng đứng nhá, cái loại này nhá. Đừng có trồng thòng, trồng đứng. Trồng cao hơn mặt chậu khoảng 5 đến 10 cm càng tốt. Để sau này chúng ta nhìn những cái rễ này, đâm xuống này. Đẹp không? Những cái rễ đâm xuống này nó mọc đứng này. Cây nó nhìn rất đẹp luôn. Mà rất là rẻ, 150.000 cân thôi. Năm ngoái giá nó rất đắt mà năm nay giá nó hạ thấp rất là nhiều. Năm ngoái giá trên trời 300.000 cân. Cái này giá 300.000 một cân. Hoàng thảo Bắc nhá các bạn nhá. À, hoàng thảo Hạc Vĩ Bắc nhá các bạn nhá. Đấy. Hoa thì khỏi phải nói rồi. Hàng này có gãy thân nhá. Nhưng mà rất to đẹp này. Về chúng ta nuôi mầm này. Hạc Vĩ cực kỳ dễ thuần rồi. Trồng đâu nó cũng sống. Đấy, như các bạn thì toàn hay lấy về trồng vào những cái cây ở vườn nhà. Những cái cành để cho nó rủ xuống rất là đẹp. Đây, thân to, mập đẹp nhá. Đây, có gãy thân này. Toàn hàng dề đẹp thôi. Đó. Còn ở đây em có chồn. Em có chừng khoảng 3 cân chồn đẹp này. Giá 300.000 một cân nhá. 4 cây một cân các bạn nhé. Chứ không phải 5 cây một cân đâu mà 4 cây một cân. Chỗ này chỉ có hơn 2 cân. Đấy. Mỗi đống này hơn 1 cân. 300.000 một cân. Còn đây hàng cân 250.000 đây thì em có khách đặt hết rồi. Hàng cân 250.000 đây thì nó sẽ rơi vào độ khoảng 6-7 cây một cân. Cây nó nhỏ hơn. Còn cái loại hàng nhỏ nhỏ 160.000 hôm qua hôm kia em bán hết rồi. Thì cái lô này về thì cây to, đẹp, giá nó cũng đắt. Em để giá tốt cho bạn. Như ở đây em có hai dề nhá. Đây, một cây khủng này. Một cây ba con nhá, một cây mẹ ba con nhá. To khủng này, lá to chưa? Như lá trâu Campuchia. Chồn trắng Bắc nhá các bạn nhá. Đấy. Hai cây to này. Em bán chia sẻ cho các bạn 400.000 nhá. Có 1 cân tư luôn chứ không phải ít nhá. Hai cây to này, 1 cân tư luôn. Hai cây to này nhá. 400.000. Các bạn thích chồn đẹp, chồn to thì xách luôn mấy cân này cho em. Cực kỳ đẹp luôn, mai không có hàng nữa đâu. Đây kim điệp xuân. Kim điệp xuân có giá 120.000 1 kg. Hàng to có nhỏ có nhá các bạn nhá. Đấy, to có nhỏ có, 120.000 1 kg. Nở hoa tháng 2. Đây là trầm vàng. Trầm vàng thì có giá 500.000 một cân nha các bạn nhé. Đấy, hàng tép nhỏ rất ít thôi. Toàn to này. Trầm vàng bây giờ đang lên nụ nha các bạn nhé. À em xin lỗi, đang lên mầm nhé các bạn. Đây là mầm cây con nhé. Lên mầm cây con rất là nhiều luôn này. Lác đác một số thân nó bị gãy nhưng mà nó đang nuôi mầm rất là tốt. Về các bạn đừng cắt thân già nhiều quá nhé.
đừng không nên cắt, mà đến khi cây con nó mọc tốt rồi nó mới ấy. Đây này, đang lên mầm này, để chúng ta dễ thuần dễ ghép này. Còn đây là hoàng lạp, hoàng lạp có giá 150.000 một cân đó. Còn ở đây là u lồi hàng giống đây, nhỏ vẫn có thân hoa để chúng ta chơi nhé, thân nhỏ thân bị gãy nhé, này đang lên mầm đó, thân nhỏ thì như đây, thân nhỏ đây chúng ta làm giống nha các bạn nhé. Đây thân hoa bị gãy này, này này nó bị gãy đây, lọc ra bán hàng giống cho các bạn 200.000 một cân nhớ các bạn nhé. Còn ở đây là hạ ý ngọc, hoa cánh trắng nhụy tím 200.000 một cân đấy, lan ý ngọc nhé. Còn đây trúc mành, trúc mành có chừng khoảng 2 kg này. Còn đây bó này đấy, trúc mành có giá là 250.000 một cân đấy. Vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì có hàng đẹp có nhé, hàng xấu có nhé. Nên các bạn lấy hàng nào thì gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại như tiêu đề clip, như trong đầu clip em cũng đã nói nhé các bạn nhé. Em cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ em.